Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thấy Lucky chưa các bạn ơi? Đang cắt phôi rồi để giao lưu các bạn, rồi cắt những cái cây phôi mà ở nhà mình làm đó các bạn. Thì các bạn thấy mai mình đem về quá trời luôn nè. Đó. Cái mai này thì cái mai mà mình dùng để mình cắt ra để mình làm gốc ghép đó các bạn. Đó. À, thấy quá trời luôn nè. Thì mai này là mai mà trồng để dùng làm gốc ghép đó các bạn. Thì nó tầm khoảng 3 năm hơn gì đó các bạn ơi ha. Đó. Thì sau khi mình mua cái đám mai này về đó thì bạn thấy nó cả đống rồi nè, người ta bứng ở trong cái bầu á. Cái bầu đất mà đất miền Tây đó các bạn. Thì đất miền Tây thì các bạn biết là đất đất thịt đó, nó có nguyên cục mà. Đó, nó dính trong cái bầu á. Thì nếu mình đem về mà mình để nguyên cái bầu đó mình trồng á, thì sau này nó không phát triển các bạn. Thành ra là mình phải sổ nó ra hết luôn nha. Đó, cho nó trụi lũi luôn, nó còn cái bộ rễ không thôi. Rồi bắt đầu là mình mới rửa sạch các bạn ha. Đó, mình rửa cho thật sạch luôn nè. Đó, các bạn thấy không, rửa sạch đó, rồi bắt đầu mình mới cắt. Đó, mình cắt sữa nó lại xong mình mới là ngâm vô cái thuốc kích rễ các bạn. Đó, thì các bạn thấy nè, khi mà mình dùng cái thuốc kích rễ N3M á, cái loại mà rẻ tiền thôi các bạn ha. Đó, cái mình ngâm nó vô. Mình ngâm vô là thường các bạn hỏi mình ngâm nhiêu lâu á, thì cái trong cái hướng dẫn sử dụng nó nói ngâm nhiêu lâu thì mình cứ ngâm nhiêu các bạn. Thường thì N3M ngâm tầm khoảng 15 phút thôi. 10 15 phút ha các bạn. Đó, thì các bạn thấy là cái cây mai mà khi mình bứng dưới đất lên á thì mình đem về nó còn nằm trong bầu thì để chừng nào cũng được hết. Đó, sau khi mình sổ bầu thì mình làm cái cách này thôi. Đó, sau khi mình ngâm kích rễ xong thì mình dùng cái chất trồng là cát với lại xi dừa nè các bạn. Đó, mình trồng vô thôi. Thì khi mình trồng vô như thế này nè là mình tưới nước lần đầu cho nó thật đậm các bạn ha. Rồi mình để nguyên như thôi. Mình để tầm khoảng đâu khoảng đâu 1 tháng sau các bạn là mình mới ghép. Bởi vì cái này mình dùng kích rễ rồi mình không nên ghép liền các bạn. Ha, mình dùng kích rễ mình ghép liền thì cái bo nó bị rớt á. Đó, thì sau khi mình dùng kích rễ mình để cho nó lên luôn. Đó, cho nó lên luôn rồi nó lên nó cứng cát cây khoảng tầm khoảng hơn tháng mình mới ghép các bạn. Đó, bạn thấy cục đất của miền Tây nó như thế này nè. Như cục sình vậy đó. Nó quấn chặt vô trong cái bộ rễ luôn. Đó, thì khi mà bứng lên thì để nguyên cái cục này. Thì các bạn vận chuyển đi thì đừng có phơi nắng là được ha. Đó, vận chuyển đi bao nhiêu ngày cũng không sao hết trơn á. Rồi bắt đầu là mình về nhà rồi mình sổ ra mình trồng thôi. Đó, đơn giản các bạn. Thì các bạn thấy nè. Đang cắt mấy cái phôi qua giấy nè các bạn. Phôi giấy giao lưu của bạn là quá trời luôn ha. Qua giấy đợt này thì cả ngàn cây các bạn ơi. Ha, mình thường lấy một lô thì cả ngàn cây đợt nhiều lắm. Thành ra là về thì giao lưu của bạn cũng hết à. Đó thì thôi ngày hôm nay thì mình chủ yếu là chia sẻ các bạn cái cách mà cắt cái phôi mai các bạn. Đó. Cái cây mai phôi như thế này nè. Đó, sau khi sổ ra đó thì bạn thấy chùi lũi như vậy nè. Ha, mình sổ cho sạch luôn thì có cây nó cũng rễ ít. Thì có cây rễ nhiều, chân dài lum lá chứ các bạn. Nói chung thì cái đám mai này nó không đều lắm. Đó, cũng có cây đẹp cây xấu tùm lum bạn. Nè, như mấy cây này mấy cây đẹp nè. Đó, còn cây nãy thì cây xấu ha. Thì để bây giờ mình chia sẻ cho các bạn cái cách mà cắt. Thì các bạn thấy cái cây này nếu mình để rễ này cũng được mà mình cắt cũng được các bạn ha. Mình muốn cho gọn chậu nhỏ chút thì mình cắt, bởi vì cái rễ đó nó hơi bung ra chút. Đó, mình vô cái chậu nó hơi rộng các bạn. Thì mình muốn vô cái gọn thôi để sau này mình ghép đó, mình giao lưu với bạn nó dễ. Thì đa số là mình cắt cho nó gọn cái bộ rễ các bạn. Đó, thì ở đây mình muốn chia sẻ với bạn là khi mà mình cắt rễ á, thì mình cắt nó còn nhiều cũng được mà ít cũng vẫn được các bạn. Bởi vì cái cây này mình đã cắt chùi lũi rồi ha, mình cắt ngắn lại luôn rồi, thành ra nó không còn cành nhánh gì hết trơn á, thành ra là mình cái bộ rễ mình cắt không có sợ ha, cắt chuỗi vẫn được. Nhưng đặc biệt là khi mà mình trồng nó vô á thì cái chất trồng á thì quan trọng là chất trồng các bạn. Thứ hai nữa là cái chỗ phải mát ha, phải che mát cho nó. Thứ ba nữa là không có cho nước mưa nó vô các bạn, là mục đích là nước mưa thì không phải gì, nước mưa thì khi mà trời mưa tầm tã bạn thấy là nó sẽ làm cho cái cây có thể là nó bị úng đó. Thì trong cái thời điểm mà mình làm cái mùa này nè, mùa này là vô mùa mưa các bạn, thành ra mình có mái che ha thì nó bảo đảm hơn. Còn nếu mà cái mùa mà bình thường mùa nắng thì mình không có sợ các bạn. Đó, thì những cái cây mai này các bạn thấy là cái bộ rễ nó lùm xùm lắm,
Thì mình cắt á, thì mình thường mình cắt cho nó thật là gọn các bạn, càng gọn càng tốt, để mình bỏ vô cái chậu nó, cái vỏ đó các bạn, cái vỏ mà để ươm cây đó, cái loại vỏ nhỏ thôi, rồi mình ghép sau này mình ship đi cho các bạn nó dễ. Thì chủ yếu cái đám mai này á, là mình làm để mà mình sau này giao lưu với bạn nè, cái gốc ghép á. Lúc trước thì mình không có làm các bạn, lúc trước thì mình cũng có làm ít thôi, à, không đủ giao lưu với bạn đâu. Thì để tới thì mình chắc lẽ mình làm nhiều các bạn ơi, vì cái nhu cầu của bạn là dùng cái mai ghép thì cũng nhiều, mà mình thì lấy của người ta lại thì giá nó hơi cao. Thứ hai nữa thì giống nó cũng không đạt nữa các bạn. Mình thì đợt này thì mình cố gắng mình sẽ nhân cái giống tại nhà đó, mình tìm những cái loại giống nào mà nó chất lượng nó tốt, thứ nhất là nó được kháng sâu bệnh, thứ hai thì cái hoa nó đẹp các bạn. Thì mình để mình ghép rồi sau này mình giao lưu các bạn. Thì đây hôm nay mình lấy về được cũng gần 2.000 cây các bạn ơi. Đó. Thì bây giờ trước mắt là mình chia sẻ cái cách mà cắt các bạn. Thì cây này các bạn thấy là mình cắt gọn lại thì mình để có thể nó hỏng lên thế này nè. Ha. Đó, thì nó thành cái mình các bạn. Còn cái phần trên thì mình cắt bỏ luôn. Thì cái cách cắt cái trên này đúng ra mình lấy cưa mình cưa các bạn. Nhưng mà mình là làm biếng thì thường dùng cái kéo Santa nè, cắt ngang luôn. Đó. Cái quy lực kéo Santa ha, kéo Santa 150.000 các bạn, rất là rẻ tiền mà cắt rất là ngọt các bạn. Ha, mình thì thường xài cái này. Đó, bạn hỏi mình dùng cái kéo gì mắc tiền, kéo Nhật kéo gì đó không có bạn. Mình dùng cái kéo chỉ có 150.000 thôi. Cắt ngọt xớt các bạn. Nhẹ tay ha. Nói chung ngoài thị trường hiện giờ thì kéo nó nhiều lắm các bạn. Hàng hà sa số luôn. Đó, search Google thì ra chắc mình nghĩ chắc tầm khoảng vài trăm loại kéo các bạn ơi. À, vài chục chứ. Hàng trăm á, cả trăm loại loại kéo luôn bạn, tùm lum hết trơn á. Đó, nó ma hồn chặn luôn ha. Nhưng mà mình xài cũng rất nhiều thứ. À. Mình thấy cái kéo Santa mà loại nhỏ nhỏ này nè, gọn gọn này nè, xài nó rất là dễ các bạn, nhẹ tay cầm nó. Nếu mình cắt nhiều á thì mình là thường chia sẻ bảo là cắt mình nhiều á, nhưng mình là mình cắt cái kéo này mà không có loại kéo mà nó nặng nó bự các bạn, nó khó cắt rồi nó mỏi tay nó cắt không nổi đâu. Đó, bạn thấy là mình cắt cả đống cả ngàn cây mai là mình dùng kéo này hết. Đó, nó rất là nhẹ các bạn. Thì các bạn thấy là những cái rễ nhỏ thì mình nên cắt bỏ đi các bạn ha. Cái rễ nhỏ mình không nên giữ đâu, mình cắt thì sau này nó sẽ đâm cái rễ mới đây các bạn. Mình bảo quản trong mát thì một thời gian nó sẽ có cái rễ mới để con ra, lúc đó thì mình dùng cái phân. Nè các bạn thấy cái để mình nói cái phần cắt này nè. Tại vì mình cắt ngang các bạn, mình không nên cắt ngang ha. Cắt ngang là nó rất là khó đứt các bạn. Mình dùng cái thế là mình cắt xéo nó một cái. Ha, cắt xéo thì nó rất là dễ đứt cái cây, rồi bắt đầu mình mới cắt sửa cái miệng lại. Đó, các bạn thấy không? Kéo bình thường thôi, cắt rất là ngọt. Chứ mình đừng khi mình cắt mình không nên cắt ngang cái cành các bạn, cắt ngang cái cành như thế này, cái cành bự á thì mình cắt ngang nó rất là khó đứt, thành ra là mình nên cắt xéo xéo cái cành thì nó dễ đứt ha. Sau khi mình cắt xéo thì bắt đầu là mình cắt sửa cái phần mà chéo nó lại thôi đó, lúc kéo vô mình để xéo thì mình cắt rất là ngọt đó. Cái này là cái mẹo nhỏ thôi, em chia sẻ với bạn thôi. Thường thì đúng ra những cái cây này là phải phải cưa các bạn, phải dùng cái cưa cưa đó, nhưng mình thì mình làm biếng dùng cái cưa mất công các bạn. Ví dụ mình đang cắt như vậy và bỏ xuống mình dùng cái cưa đó nên nó hơi lâu, mình thì thường là mình dùng cái kéo mình cắt luôn. Thì các bạn thấy những cái rễ mà nhỏ nhỏ đó, thường thì đầu tiên mình cắt đó, thì mình lắc cái mai qua lại đi coi, mà mình nhìn thấy cái thấy được cái phần nào mà nó nhô lên trên đó, rồi những cái rễ mà nó nhỏ nhỏ mình cắt bỏ đi, rồi những cái rễ mà ví dụ mình để ngang này nè, những cái rễ mà nó dảnh lên các bạn. À, như cái rễ này nó dãnh lên nè, các bạn thấy không? Khi mình để gì nè, để ngang qua nó dãnh lên thì mình cắt bỏ nó luôn. Đó, các bạn cứ mạnh dạn cắt ha, bởi vì cắt thôi thì cái rễ của nó thì mình cắt luôn một lượt cái cành nhánh thôi. Mình không sợ các bạn. Ở dưới mình cắt chuỗi, trên cắt chuỗi luôn thì không sao, mình cắt lượt một luôn. Đó. Chứ mình không nên tiếc rồi cái sau này mình đưa vô cái chậu nó bị cắm các bạn. Ha. Đó, mình cắt làm sao cho cái phần rễ nó thật là gọn luôn. Nó gọn như vậy thì mình bỏ vô cái chậu, nó cái vỏ nó rất là gọn, rồi sau này mình có thể mình lên cái chậu nó rất là dễ làm các bạn ha, lọt cho cái miệng chậu mình để vô chậu sao cũng được hết. Chứ còn mình để cái bộ rễ mà lùm xùm các bạn biết không, cái bộ rễ mà lùm xùm sau khi mình trồng xong rồi đó, mà tới khi mà mình đưa lên cái chậu nó rất là khó các bạn, lúc đó nó phiền phức lắm. Thành ra đó là khi mà mình cắt phôi như thế này đó, thì mình nên cắt cho nó gọn luôn ha, rễ nhỏ rễ con rễ xỉa ra ngoài đó mình nên cắt cho gọn luôn, rồi mình chăm sóc nó một lần một luôn các bạn. Cái lần này là cái lần khó nè, cái lần mà mình cần thiết phải mà giữ ẩm nó, rồi cần thiết phải là che mát nó, rồi ẩm quá cũng không được, phải vừa vừa các bạn.
Đó, thì cái lần này là cái lần mình chăm sóc đặc biệt nó rồi. Thì khi đó thì mình làm luôn, mình cắt chuỗi nó luôn một lượt một luôn để mình chăm sóc nó. Thì sau khi nó đã phát triển mạnh rồi, nó có rễ rồi, lúc đó mình đem ra mình nhổ nó lên, mình bỏ vô cái chậu nó rất dễ các bạn ha. Chứ mình không nên tiếc, các bạn mà tiếc những cái rễ mà chỉ trẻ này đó rồi mình vô cái chậu nó đâu có nhỏ được bạn ha, vô cái chậu lớn ra. Thì các bạn biết đó, mình chia sẻ với bạn rồi ha, nếu mà mình để vô cái phần chậu mà lớn quá đó thì cái độ ẩm nó cao ha, nó càng ẩm cao thì cây mai nó sẽ không phát triển các bạn. Làm sao mà nó vừa đủ ẩm thôi thì cái bộ rễ mai nó sẽ dễ bị, nó không bị dễ bị thối các bạn. Chứ nếu mà mình mới vô chậu mà mình để vô cái chậu bự á, cái chất chồng của mình bỏ vô nhiều quá đó, nó sẽ nông nước trong đó mà ha, nó không có thể mà phát triển bộ rễ mới được đâu. Thành ra càng nhỏ gọn càng tốt các bạn ha, mình làm sao mà càng nhỏ càng gọn càng tốt đó. Thì sau này cái cây mai của mình nó sẽ phát triển thôi. Thì như nãy mình nói đó, sau khi mà mình trồng nó sống rồi đó thì sau này cái nguồn phân mình sẽ vô sau các bạn đó. Trước mắt thì mình không bỏ gì trong cái chất trồng hết trơn á, mình là chuyên gia chỉ có là cát với xi dừa các bạn. Nếu có ít cho trấu nữa ra thì cũng được, còn không có thì cứ cát xi dừa thôi. Thì sau khi cái bộ rễ nó phát triển mạnh đó thì mình sẽ bỏ phân sau thôi. Chứ cái lúc mà mình trồng này nè, các bạn cũng hỏi bên ngoài á, cái lúc mà khi mà mình cắt phôi mình trồng á thì có nên bỏ phân không, có nên trộn phân vô trong cái chất trồng của mình không, thì đặc biệt là không nha các bạn. Mình không thể bỏ phân vô cái chất trồng này được các bạn, bởi vì sao? Các bạn thấy khi mà mình cắt cái rễ chỗ lũi thế này nè, nó không còn cái rễ con gì hết trơn á, nó không còn cái gì mà để nó hút dinh dưỡng hết trơn á, mà cái phân là dinh dưỡng đó mà đó. Thì mình chỉ cho cái chất trồng mà nó sạch sẽ thôi, để cho cái bộ rễ nó phát triển thôi. Sau khi bộ rễ nó phát triển rồi đó thì lúc đó mình mới vô phân các bạn. Chứ bây giờ mình trộn phân vô chung trong đây là cái bộ rễ mình mới cắt nè, thì nó sẽ làm cho hư cái rễ luôn, không không có đâm rễ con được các bạn đó. Thành ra là mình không có bỏ cái phân nào vô hết á, mình chỉ dùng cái xơ dừa với lại cái cát thôi. Lúc trước thì thường thường anh em ta dùng cái xơ dừa các bạn, dùng cái xơ dừa không cũng được nữa, nhưng mà sau này mình kinh nghiệm thì bỏ cát vô á, pha cái cát vô thì nó làm cho thông thoáng cái xơ dừa bạn. Xơ dừa thì nó có thể là nước nhiều quá đó, còn có cát vô thì các bạn thấy những cái hạt cát nó sẽ bị lạc lọt kẽ xuống đó. Đó, nó sẽ làm cho cái chất chồng mình nó rất là thông thoáng các bạn ha. Thì cái bộ rễ mới nó sẽ phát triển thôi đó. Các bạn thấy những cái cây mai mà mình cắt đó, thì thường là đa số là những cái phần rễ nhỏ mà nằm ở trên đó, mình cắt hết. À, những cái rễ mà các bạn để ý là những cái cây mà nó có bộ rễ mà dài dài xuống dưới, nó có một tầng rễ dưới đó. À, những cái rễ nhỏ trên thì mình nên cắt đi, mình lấy cái tầng dưới các bạn. Nó thì nó sẽ lộ cái tầng rễ trên ra, nó thành cái cây mai nó có cái bộ rễ cao. À, thứ nhất, thứ hai là nó quái cây các bạn, hay nó lạ cái cây. Đó. Chứ mình không có nên lấy luôn cái phần trên các bạn. À, một cái nữa mà mình muốn chia sẻ với các bạn là khi mà mình lấy luôn cái phần rễ trên, phần rễ dưới đó, thì nó có hai cái tầng rễ. Như vậy bắt buộc mình phải đắp lại cái phần chắc chồng rất là sâu các bạn. À, vậy thì đồng nghĩa là các bạn thấy là hai cái tầng rễ đó, cái tầng trên đó thì lại nằm ở trên miệng chậu rồi, nửa miệng chậu thì được rồi. Nhưng cái tầng dưới các bạn thấy không, nếu mà mình muốn lúc cái phần rễ trên thì cái phần dưới nó sẽ sâu dưới các bạn, nó sâu lúc dưới cái phần đáy chậu á. Đó. Đó, thì các bạn thấy là khi mà cái cây mà mình trồng trong cái chậu đó là cái phần rễ các bạn, cái phần rễ theo kinh nghiệm của mình thì các bạn thể nó nằm từ nửa cái chậu của mình đi lên thôi các bạn thì nó tốt. Đó, mà nó nằm từ nửa cái chậu mà đi xuống dưới là cây mai mình không bao giờ tốt mà. Đó, cái rễ mai mà khi mà nó nằm sâu dưới đó, thì nó lại nó không phát triển các bạn. À, cái rễ mai phải nằm ở trên chậu á. Đó. Bởi vì các bạn thấy thì cái trong cái chậu mà đâu phải như ngoài đất đâu. Mà đặc biệt ngoài đất cũng vậy các bạn ơi, cây mai thường thường thì nó ăn dễ lan trên mặt nè, nó khai thác dinh dưỡng trên cái bề mặt của cái đất các bạn. Chứ còn mà ở dưới sâu thì cái tầng sâu dưới nó không có dinh dưỡng các bạn, mà nó có thể có những cái chất gì đó nó độc hại cho cái rễ. Còn đây thường ở trong cái chậu thì mình tưới lâu ngày đó, những chất mà phân rồi gì đó nó sẽ rút dưới, có thể nói là nước phèn nữa các bạn. Mình tưới mà trong nước thì có phèn, ví dụ mà ít thôi, phèn ít thôi mà lâu ngày nó sẽ đọng dưới cái đáy chậu nhiều, thì bạn thấy rõ ràng là cái mai nó không phát triển xuống dưới phần đáy đâu, mà phát triển phần trên. À, trừ khi là cái chậu của mình mà chậu cạn thôi thì nó có thể phát triển ở trên các bạn. Chứ nếu mà cái chậu của mình mà sâu á, càng sâu là mình cái rễ của mình nó sẽ không phát triển ở phần dưới đâu các bạn. Đó, nó vậy đó. Thì các bạn thấy những cái rễ mình đa số là mình cắt bỏ phần rễ trên, mình lấy cái tầng dưới.
Để chi? Để cho nó lộ cái phần đế nó ra các bạn. Đó, sau khi mà cái đế nó lộ ra thì các bạn thấy là vừa được cái lợi là mình chê được cái đế lộ ra đẹp ha, quái cây. Thứ hai nữa là cái phần rễ nó không bị chạm cái phần đáy của cái vỏ trồng của mình các bạn. Đó. Thành ra cái kinh nghiệm của mình là vậy. Còn cái cách cắt phôi thì nãy giờ mình chia sẻ các bạn rồi đó. Thì lắc qua lắc lại ha, xoay vòng vòng coi cái chiều nào có thể mình để nằm đó. Có cây mình để nằm được các bạn thì mình có thể mình để nằm. Đó, còn cái cây nào mà mình không để nằm được mà chân dài thì mình nên cắt bộ rễ trên đi. Đó, rất là đơn giản các bạn. À, khi mà mình trồng á, thì chỉ cần dùng cái N3M đó mình ngâm thôi. Đặc biệt là khi mình vũ ra thì mình nên rửa sạch các bạn ha, mình rửa càng sạch càng tốt nha các bạn. Các bạn đừng có nên để cái phần mà đất sình mà nó dính ha, mình rửa nó ra sạch đi, sạch sẽ nó hết các bạn. À, rồi bắt đầu mình dùng kích rễ, mình kích rễ thì nó khi nó mình đưa vô chất trồng mới á, nó ra được cái bộ rễ mới thì nó phát triển rất là nhanh ha. Chứ mình không nên mình không nên để cho nó có dính ba cái sình đất này cũ của nó đâu các bạn. Đó, theo cái kinh nghiệm của mình thì vậy đó. À, cũng lúc trước mình cũng có làm cái clip mà chia sẻ với bạn mà cái cách mà cắt phôi như thế này nè, thì cũng có nhiều bạn nói là mình cắt để làm củi. À, thực ra thì không có các bạn ơi, mình kinh nghiệm cũng nhiều lắm rồi, đâu có dạy gì mà mình cắt mà để cho nó hư các bạn. Với lại cái kênh của mình thì các bạn thấy thì mình chia sẻ những cái gì đó mà cái kinh nghiệm mà mình đúc kết được nó hay ho, chứ còn mình đâu có chia sẻ cái tào lao mà chưa có biết cái gì hết này rồi đem ra mà chia sẻ bạn đâu ha. Cái gì mình chia sẻ là những cái mà mình cảm thấy nó hay ho các bạn đó, thì mình mới là đúc kết ra là lâu rồi, lâu ngày rồi, kinh nghiệm xương máu rồi bạn ơi. Đó, mình mới chia sẻ các bạn, chứ không phải mà mình làm tào lao mà đưa lên nói các bạn rồi là anh em không biết, là cứ đua nhau mà vô mà làm thì hư hại là không được các bạn. Đó, thành ra ý thức vấn đề ở chỗ là mình lúc nào ý thức được là cái mà chia sẻ làm sao mà người ta không biết mà ta làm được đó, rồi là những cái gì đó hay ho để nên ta không biết ta làm, chứ mình không có phải mà nói mà chia sẻ làm bậy bạ mà đó. Thì cách cắt phôi này mình đã chia sẻ rất là nhiều lần rồi, đặc biệt là những cây nhỏ mà những cây nhỏ thì nó không có sao chứ đó. Cây ví dụ như cây lớn thì mình nó có thể nó bị hư, chứ còn cái cây nhỏ như thế này nè, cây nó còn tơ thế này, còn nhỏ thế này thì cái các bạn thấy là cái rễ của nó như thế này thì rất là nhiều. Nó một nùi rễ này là nó nhiều các bạn, chứ không ít đâu. Thành ra là nó không thể nào mà nó hư hết trơn á. Cái điều quan trọng là cái mùa này nè các bạn. Mùa này là cái mùa mưa ha. Cái mùa mưa mà khi mà mình mà cắt khôi như thế này xong mình vô cái bầu rồi đó, mà mưa tầm tã là các bạn nên che lại. Đó, cái này quan trọng nè. Đó, các bạn thấy nếu mà mưa tầm tã mà nước mà nó cứ ọp ẹp tới trong cái vỏ đó thì cái rễ mà mình mới cắt này nè các bạn, nó sẽ bị thối luôn á ha, nó không có thể đâm cái rễ con mới. Thành ra cái độ ẩm mà nằm lý tưởng nhất mà nằm trong chậu là vừa phải các bạn ha. Cái chất trồng mình làm sao mà nó ẩm vừa phải thôi, chứ mà nó có nước ở trong đó thì cái rễ mới mình cắt nó không thể nào mà phát triển rễ con được các bạn đó ha. Khi mà mưa quá thì mình nên đậy lên đi. Còn nếu mà mình làm cái này mà mình làm phôi này mình làm cái mùa mà tầm khoảng tháng 11 trở đi đó các bạn, thì vô tư rồi, lúc đó là làm chất lượng nhất luôn. Nhưng mà như mình thì các bạn thấy là mùa bây giờ đâu có chờ mùa các bạn ơi. Đúng ra ngày xưa thì mình phải chờ đúng mùa mới làm á, nhưng bây giờ thì không kịp các bạn, tức là rảnh lúc nào làm lúc nấy thôi. Đó, mưa quá thì bỏ vô máy che thôi, chứ bây giờ không có thể mà chờ đợi các bạn. Ví dụ mình chờ thì nó không có kịp vụ để mình làm nữa. Rồi giao lưu các bạn thấy là mỗi lần mà giao lưu các bạn thì cả ngàn cây mới đủ, chứ còn mà nói 200-300 cây thì không thể đủ các bạn. Đó, thành ra là mình là liên tục là hàng ngàn, mình cứ làm hoài thôi. Đó, thì mỗi khi mà mình làm một cái gì đó mà nó hay ho đó thì mình thường thì mình chia sẻ cho các bạn đó ha. Thì ngày hôm nay thì một lần nữa là mình cũng chia sẻ lại cái cách mà mình cắt cái phôi đó, dễ làm nhất ha. À, mình nghĩ thì các bạn ai cũng làm được hết trơn á ha. Đó, ở nhà mình muốn nhổ cái cây mai lên thì có thể làm theo cách này. Đó, các bạn thấy thì cái chất trồng là cũng quan trọng nha các bạn. Khi mình cắt mình bỏ vô thì cái chất trồng là chỉ có cát với sơ dừa thôi. Đó, thì nó sẽ cái cây nó sẽ phát triển bình thường, nó không có gì các bạn. Đó, các bạn thấy là mỗi lần thì cắt cho lũ vậy đó. Đó, sau khi mà trồng lại thì
cỡ tầm khoảng 10 ngày đó các bạn. Tầm khoảng 10 ngày là cái cây mai nó nảy mầm rồi, nó lên rồi ha. Thì mình để khoảng một tháng sau đi thì nó lên tầm khoảng gang hai gang tay, mình cắt bỏ hết mà đó. Chứ nếu mà mình để mà nó cái phần nhánh con nó lên, mình ghép vô nhánh con vẫn được các bạn. Mình thường thì xong hết trơn cái mình cắt bỏ hết các bạn đó, cắt bỏ hết cái mình cắt lại cái phần gốc ghép này nè, cái này mình để hơi dài đó nữa, mình cắt bỏ đi khoảng lóng tay các bạn, rồi mình ghép trực tiếp vô cái phần thân nó luôn đó. Thì nó dễ làm hơn các bạn, chứ mình ghép vô cái nhánh nhỏ của nó mới lên thì nó cũng được, nhưng mà nó hơi khó các bạn đó. Rồi thì ngày hôm nay mình chia sẻ các bạn cái cách mà cắt cái phôi mai mà khi mình mới bứng lên để mình làm cái gốc ghép các bạn. Đây, mình video của mình đến đây kết thúc rồi. Mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video của mình ha. Các bạn xem video thì cũng nhớ chia sẻ với người cùng xem, đặc biệt thì nhớ đăng ký cái kênh của mình các bạn ơi. Rồi mình xin chào và hẹn lại những cái video tiếp theo nha.